trường nó cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến người mệt, ăn uống kém, chán ăn đầy bụng, giảm trí nhớ. Giảm trí nhớ này phải là lâu mới bị cơ, thiếu một số chất, hay cao gắt, có thể có sốt, nếu bị bệnh nặng thì cơ thể gầy sút hốc hác. Gầy sút hốc hác thì là lúc ấy là hội chứng kém hấp thu rồi, cả ăn uống không vào được nữa, đi ngoài nữa, lâu ngày dẫn đến trường hợp suy nhược cơ thể. Bệnh với lại tràng hay gặp ở những người tâm can suy nhược, thì suy nhược thần kinh ấy, ăn kiêng khem quá lâu ngày gầy sút, chiếm tỷ lệ từ 12-26% người bệnh. Nhiều khi chúng ta ăn kiêng khem nhiều quá nó cũng gây ra viêm đại tràng, chứ không phải là kiêng khem quá tốt. Đông y có một chữ gì đạo dưỡng sinh của đông y, chỉ cần lưu ý một chữ quá thôi, ăn vô tội vạ thì cũng chết rồi, tức là ăn nhiều quá cũng chết, mà kiêng khem quá cũng chết, cũng gì cũng thiếu chất và dẫn đến gì rối loạn bên trong cơ thể, rối loạn của tạo phủ. Nhưng kiêng khem vừa thôi, mà ăn uống cũng phải tiết chế, nhưng cũng không đừng kiêng khem nhiều quá. Đấy là cái đạo trung dung của đông y đấy, đi ở giữa, không nhiều quá cũng không ít quá, vừa miếng là tốt, vừa phải là tốt. Triệu chứng cơ năng, rối loạn tiêu hóa, ăn không ngon, có khi ở hơi buồn nôn, luôn cảm thấy khó chịu trong bụng, luôn lo lắng gây mất ngủ, đấy là triệu chứng của hệ tiêu hóa. Cái đau bụng thì sao? Đau ở phần bụng dưới, hỗ trợ hai bên từ bụng dưới từ rốn trở xuống ấy, bụng hạ sườn phải hay là hạ sườn trái ấy.